Chào mừng các em đến với chương trình học trực tuyến. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em học bộ môn sinh tuần thứ hai. Chương trình học hôm nay em sẽ được tìm hiểu hai bài, bài 41 và bài 42. Bài 41 đó là bài cấu tạo chức năng của da và bài 42 là bài vệ sinh da. Thì theo hướng dẫn chương trình của bộ thì các em sẽ có một số phần giới hạn. Hôm nay thì trước khi đi vào tìm hiểu thì các em sẽ học bài 41, đó là bài cấu tạo và chức năng của da. Ở bài này thì các em sẽ tìm hiểu về cấu tạo của da. Trong phần này thì các em có phần giới hạn của bộ, đó là em chỉ tìm hiểu về cái cấu tạo của da thôi, chứ không nói gì nhiều về cái chi tiết của nó. Thì rõ ràng cấu tạo của da ở cái bài này chúng ta thấy là gồm có 3 phần. Nhất là lớp biểu bì, thứ hai là lớp bì, thứ ba là lớp mỡ dưới da. Thì ở lớp biểu bì em thấy đó, nó gồm có cái tầng sừng và tầng tế bào sống. Còn lớp bì thì em thấy là gồm có là các cái thụ quan, tuyến nhờn, cơ co chân lông, lông và bao lông, tuyến mồ hôi, dây thần kinh và mạch máu. Còn cái cấu tạo thứ ba ở cái lớp là lớp mỡ dưới da, thì gồm có lớp mỡ dưới da, dây thần kinh và mạch máu. Vậy ngoài cái cấu tạo của da ra, em còn có là một số cái sản phẩm của da, ví dụ như là tóc, lông mày, lông mi, móng tay. Như vậy thì các sản phẩm của da có tác dụng gì? Ví dụ như là tóc thì em thấy là tạo nên lớp đệm không khí. Thứ nhất là để chống tia tử ngoại, thứ hai là điều hòa nhiệt độ, và kế tiếp là lông mày ngăn mồ hôi và nước. Cấu tạo của da gồm có 3 lớp. Thứ nhất là lớp biểu bì. Lớp biểu bì này gồm có tầng sừng. Tầng sừng này gồm những tế bào chết đã quá sừng. Và cái tầng thứ hai ở lớp biểu bì đó là tầng tế bào sống. Ở tầng này nó có khả năng phân chia tạo ra tế bào mới. Trong tế bào có chứa hạt sắc tố tạo nên màu sắc của da. Ví dụ ở những người chúng ta thấy có những cái màu da khác nhau. Thì cấu tạo thứ hai của da đó là lớp bì. Ở lớp bì này có cấu tạo được từ các cái sợi mô liên kết bệnh chặt. Đồng thời nó còn có các cái bộ phận, ví dụ như là mạch máu, dây thần kinh, thụ quan, tuyến mồ hôi, tuyến nhờn, cơ co chân lông, lông và bao lông. Và cái cấu tạo cuối cùng của da đó là cái lớp mỡ dưới da. Đặc biệt là lớp này nó có cái chứa mỡ dự trữ, có vai trò là cách nhiệt. Vậy chúng ta đã kết thúc cái phần cấu tạo của da. Tiếp theo chúng ta chuyển sang cái phần thứ hai, đó là chức năng của da. Thì ở đây chúng ta thấy là có cái đặc điểm nào của da giúp da thực hiện chức năng bảo vệ. Thì đặc điểm cấu tạo của da để thực hiện chức năng bảo vệ đó là do nó có các cái sợi của mô liên kết và lớp mỡ dưới da cũng như là tuyến nhờn để giúp da thực hiện chức năng bảo vệ. Tiếp theo chúng ta thấy là có bộ phận nào giúp da tiếp nhận kích thích và bộ phận nào thực hiện chức năng bài tiết. Để trả lời câu hỏi này thì em thấy là tiếp nhận kích thích là nhờ cái cơ quan thụ cảm ở da. Ngoài ra nó còn có là bài tiết qua mồ hôi. Tiếp theo chúng ta có một cái câu hỏi nữa là da điều hòa thân nhiệt bằng cách nào. Thì để trả lời cho câu hỏi này, em thấy là nhờ cái sự co giãn mạch máu dưới da và hoạt động tuyến mồ hôi hay là cơ co chân lông làm cho lớp mỡ cũng mất nhiệt. Đó là cái thực hiện cái chức năng điều hòa thân nhiệt. Vậy da có những chức năng gì? Chốt lại thì chúng ta thấy là da nó có 4 cái chức năng chính. Thứ nhất là bảo vệ cơ thể, đây là cái chức năng quan trọng nhất. Thứ hai là chức năng cảm giác. Thứ ba là chức năng bài tiết. Thứ tư là điều hòa thân nhiệt. Ngoài ra da nó còn có các cái sản phẩm, ví dụ như là lông hoặc là tóc, hay là hoặc là lông mày, hay là móng tay. Thì các cái sản phẩm của da thì nó sẽ tạo nên những cái sản phẩm, tạo nên những cái vẻ đẹp của con người. Như vậy thì bài học tới đây là hết. Thì tiếp theo thì các em sẽ đi vào tìm hiểu cái bài 42. Đó là bài vệ sinh và da. Thì ở cái phần này thì em sẽ đi tìm hiểu cái hoạt động thứ nhất, đó là bảo vệ da. Thì ở phần này em sẽ nghiên cứu thông tin sách giáo khoa trang 134, liên hệ thực tế và sự hiểu biết của bản thân để trả lời các câu hỏi sau. Da bẩn có hại như thế nào? Thì như em biết rồi, da bẩn sẽ làm giảm khả năng diệt khuẩn khoảng 5% và dễ bị vi khuẩn hoặc là những cái ký sinh
gây bệnh làm da ngứa ngáy. Thì câu hỏi thứ hai, da khi bị xây xát có hại như thế nào? Thì khi da bị xây xát, nó sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập hoặc là dễ bị gây viêm nhiễm hay là nhiễm trùng hoặc là những cái bệnh uốn ván hay là những cái bệnh dại. Còn da sạch sẽ và không bị xây xát thì có lợi như thế nào? Thì em sẽ quan sát hình ảnh sau đây và sử dụng thông tin sách giáo khoa trang 134 và hiểu biết bản thân để trả lời. Để bảo vệ da, ta cần có các biện pháp gì? Ví dụ chúng ta có những cái biện pháp tắm rửa thường xuyên, hoặc là không nên nặng mụn trứng cá, hoặc là chúng ta tránh lạm dụng những cái mỹ phẩm, bởi vì những cái mỹ phẩm là những cái hóa chất hiện nay đang trôi nổi trên thị trường, nó có thể là gây đến cái ung thư da hoặc là viêm nhiễm da. Hoặc là chúng ta cẩn thận trong lao động hay là vui chơi, tránh những cái hiện tượng về xây xát da. Và tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái hoạt động thứ ba. Thì ở đây chúng ta thấy là cái hoạt động thứ hai do cái hạn chế chương trình bỏ bớt về cái rèn luyện da, cho nên ở cái phần này thì em sẽ tiếp tục học về cái hoạt động thứ ba, đó là cái phòng chống bệnh ngoài da. Thì để hiểu về cái việc phòng chống bệnh ngoài da, em hãy kể tên những bệnh ngoài da thường gặp trong cuộc sống. Đây, chúng ta có thể thấy là ghẻ lở, hoặc là chúng ta có thể thấy là bệnh hắc lào, là bệnh lăng ban, hoặc là bệnh vẩy nến. Hoặc là chúng ta thấy là bệnh phỏng hay là bỏng đó, hoặc là bệnh tổ đỉa, là bệnh chàm. Vậy hãy nêu tóm tắt biểu hiện của một số bệnh sau và cách phòng chống bằng cách điền vào bảng sau. À, chúng ta có là 4 cái bệnh ngoài da. Ví dụ bệnh ghẻ lở. Thứ hai đó là bệnh hắc lào. Thứ ba là bệnh lang ban. Thứ tư là bệnh phỏng hay là bỏng đó. Thì ở bệnh ghẻ lở chúng ta có cái biểu hiện là da nổi mụn, vỡ ra, tạo vết lở, ngứa nhiều đêm. Và cách phòng chống: giữ da sạch, không mặc quần áo ẩm ướt và vệ sinh môi trường. Hoặc là bệnh ngoài da về hắc lào, da sần đỏ, lan rộng, hình tròn, ngứa nhiều, cách phòng chống: vệ sinh sạch sẽ, không mặc quần áo ẩm ướt hay là dùng thuốc thì đó là bôi vào. Bệnh lan ban, biểu hiện là da xuất hiện đốm màu trắng, ăn lan rộng, cách phòng chống: vệ sinh sạch sẽ, thường xuyên tắm rửa. Còn bệnh phỏng là da phồng rộp, chứa nước, vỡ ra, gây lở loét, cách phòng chống: là cẩn thận trong lúc làm việc và dùng thuốc theo chỉ dẫn. Ngoài ra chúng ta sẽ xem một số hình ảnh sau đây về cái môi trường sống của mình bị ô nhiễm. Ví dụ như là chúng ta thấy là rác thải, là khói bụi, hay là chúng ta tắm ở những cái nơi dơ bẩn. Thì đây cũng là cái nguyên nhân gây ra các cái bệnh ngoài da. Đó. Ngoài ra thì chúng ta còn thấy là những cái biện pháp phòng chống bệnh ngoài da nói chung, ví dụ như là chúng ta thấy là rửa tay sạch sẽ. Thì ở đây thì chúng ta thấy là hiện nay thì chúng ta thấy là một cái căn bệnh đại dịch Covid, thì chúng ta thấy là rửa tay cũng là một trong những cái biện pháp cũng có khả năng là phòng chống cái bệnh Covid. Thì em chú ý cẩn thận là rửa tay, hoặc là chúng ta thấy là vệ sinh về cái môi trường sạch sẽ. Cho đây một số bệnh ngoài da thường gặp khác, ví dụ là bệnh zona. Bệnh này thông thường người ta thường gọi đó là cái bệnh mà dời ăn, thì cái biểu hiện của nó là da phồng rộp, ngứa, gãi sẽ rách da, chảy nước và đang lan rộng hơn, cách phòng tránh: giữ vệ sinh thân thể, mặc quần áo khô sạch sẽ. Ngoài ra chúng ta còn có một số bệnh ví dụ như là thủy đậu hay còn gọi là đậu mùa. Cái biểu hiện của bệnh này là rất dễ lây, các nốt thủy đậu có thể lan rộng dễ dàng với các nốt ngứa đỏ hay phồng rộp khắp cơ thể, cách phòng tránh: tránh tiếp xúc với người bệnh. Hoặc là bệnh viêm da do côn trùng, biểu hiện của nó là ngứa rát, phồng rộp da, cách phòng tránh: tránh tiếp xúc với côn trùng gây hại.
hoặc là bệnh viêm da do tiếp xúc, nguyên nhân là do tiếp xúc với chất dị ứng có trong thực phẩm, xà phòng, nhựa, cây độc. Biểu hiện đó là phát ban, nổi mẩn và nặng nhất là nổi các nốt rộp như bỏng. Cách phòng tránh là tránh các tác nhân gây dị ứng. Hoặc là bệnh rơm sảy, biểu hiện của nó là các đốm rơm trông như những nốt mụn nhỏ màu hồng hay đỏ, chúng thường xuất hiện ở đầu, cổ và vai của trẻ nhỏ do cha mẹ ủ quá ấm hoặc là do thời tiết quá nóng. Cách phòng tránh, trẻ cũng cần được mặc nhẹ thoáng như người lớn. Như vậy thì bài học tới đây là kết thúc. Thì để mem nắm được cái bài rồi thì mem về nhà học cái bài cũ, đọc một em có biết, làm bài tập trong vở bài tập, chuẩn bị cái bài 43 và bài 45, có nghĩa là các phần giới thiệu chung về hệ thần kinh. Xin chào các em, chúc các em có một ngày học tốt.